ơi, em học sinh em đi kìa. Tạt một phát cắt ngang đầu xe sang bên này luôn. Húng hồn chim én. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Nam Định. Điểm này là giáp danh giữa Ninh Bình và Nam Định. Và trước mặt các bạn thì là cái trạm thu phí cao tốc Ninh Bình Hà Nội. Đấy, nhưng mà lần này là mình có một cái hành trình đi Móng Cái để trả hàng. Và sẽ trở lại với cung đường mà ở hành trình lần trước mình quay đi bốc hàng. Hôm nay thì mình sẽ quay ngắn gọn tóm tắt lại về cái khu vực đường quốc lộ 10 đi Hải Phòng. Lịch trình của mình sẽ là đi từ đây là đi vào đây là qua Nam Định, sau đó sang Thái Bình rồi đến Hải Phòng, thì tới những cái khu vực mà gọi là huyện nào đó thì mình sẽ quay một đoạn, hoặc là trung tâm của khu vực thành phố hay gì đó mình sẽ quay. Còn chính hôm nay thì mình sẽ đi qua được tuyến cao tốc của Quảng Ninh, cũng là một cái tuyến cao tốc mà đẹp, rồi một số cung đường của Hải Phòng nữa. Đấy là những cái cung đường chính mà hôm nay mình sẽ review về cung đường cho các bạn xem. Đấy, bây giờ đi qua cái trạm thu phí này mình sẽ rẽ trái là rẽ vào quốc lộ 10 và đi về hướng thành phố Nam Định. À, cái hành trình trước thì là cái chiều mình đi về là chui qua cái gầm cầu bên kia. Đấy. Và vừa nãy thì mình đi trên cái cầu đấy là rẽ để vòng xuống đây. Mặt đường lắc quá các bạn. Lắc lắm. À, đất rất là rộng mà mình cũng không hiểu tại sao ở Việt Nam mình những trạm thu phí người ta làm rất hẹp. Ví dụ như làn xe tải thì người ta làm có thể là rộng rãi hơn một chút, chứ làm hẹp quá nó cũng nguy hiểm. Đi tay phải bên này là đi về Ninh Bình 6 km, còn rẽ trái đây về Nam Định là 25 km, là về đến thành phố Nam Định, khu vực Big C Nam Định. Bây giờ mình sẽ rẽ trái vào khu vực này. Đường vừa mới mưa xong cho nên là cái chất lượng quay hình ảnh nó không có được đẹp. Đến đây là cái chốt kiểm dịch, kiểm tra y tế của Nam Định. Đấy. Mình sẽ có khai báo như bình thường thôi, thì mình cũng không có quay thêm nữa. À, đi Móng Cái thì mình sẽ phải có giấy xét nghiệm PCR. Và mình vừa mới xét nghiệm xong ở Thanh Hóa. Chuyến vừa rồi vào cái quay đầu ra cho nên là gấp quá, mình cũng không có quay thêm ở khu vực bên trong. Cho nên là ra ngoài này mình mới tập trung để quay đây. Hôm nay thì mình tóm tắt lại cái cung đường đi ngang qua Nam Định và Thái Bình nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở khu vực thành phố Nam Định. Thì trên đường ra mình cũng tóm tắt lại một số đoạn đường mà ở những hành trình trước mình đã quay. Rồi sau đó khi đến địa phận của Hải Phòng thì mình sẽ quay chi tiết nhiều hơn về cái cung đường Hải Phòng. Ở hành trình trước thì mình cũng đã quay cái đoạn đường khu vực thành phố Nam Định đây rồi. Đấy, thì bây giờ một chút nữa đến với cầu Tân Đệ thì mình cũng quay thêm một chút về địa phận của khu vực Thái Bình. Cái chuyến đi này thì mình đi Móng Cái thì cũng là lần đầu tiên mình đi đến cửa khẩu Móng Cái các bạn ạ. Đây là cầu Tân Đệ nha các bạn. Cầu Tân Đệ để mình đi sang bên Thái Bình này. Giáp danh giữa Nam Định và Thái Bình. Lại kẹt tiếp. Khai báo y tế này thì cũng chắc là mình chỉ đưa luồng xanh xuống người ta quét và đưa cái giấy xét nghiệm ra thôi, cũng không có gì khó khăn cả. Nhưng mà chắc là số lượng xe đông quá. Cái thời gian kiểm tra thì nó dồn lại. Tranh thủ lúc kẹt xe thì mình cũng làm một cơm hộp luôn.
vì đi đến Ninh Bình mình có mua được hộp cơm hộp ấy. Với tình hình mà kẹt xe như thế này thì mình sẽ mất khoảng là cỡ 30 phút mới đến được cái chỗ khai báo y tế này, chứ không nhanh đâu. Đường xá thì nó cũng không có gì khó khăn, chỉ có mình gặp kẹt những cái chốt khai báo y tế thì lâu thôi. Mua hộp cơm 50k tại Ninh Bình các bạn ạ. Có hộp canh này, canh rau cải này. Chà, bèo nhèo kìa. Có tí đậu sốt cà chua, miếng trứng rán rồi mấy miếng thịt. Đơn sơ đấy. Còn đây là một hộp cơm, có mấy cọng rau muống nữa. Tranh thủ thời gian này, đối với anh em mà nghề lái xe giống mình ấy thì cái việc mà ăn cơm trên vô lăng như thế này gặp phải lúc kẹt xe nó là bình thường, rất là anh em trên cả. Thế cho nên là các bạn bảo dừng đỗ ăn cho nó thoải mái, nhưng mà dừng đỗ rồi mất thời gian. Bây giờ nhất là cái thời điểm dịch này, nó kẹt xe khắp nơi ấy, khó lắm. Đấy, trước tiên là phải làm miếng rau đó, chứ còn là rau xanh rồi đối với mình nó thiếu trầm trọng luôn. Nhích một đoạn là ngắn một thôi chứ cũng không có dài đâu, khoảng một lần được vài chục mét. Đấy, nhích tí là chưa, vẫn chưa đến đỉnh của cái cầu các bạn. Đoạn khá dài này, cỡ khoảng 100 mét rồi. Cơm nữa. Bây giờ phải tranh thủ thời gian các bạn, vì đường lên Móng Cái còn xa lắm. Từ đây lên đến chỗ cái địa điểm của mình làm đậu để chuẩn bị sang Trung Quốc nó vào khoảng cỡ 300 km, thì nó khá là dài. Vì vậy là cái đoạn kẹt xe và đoạn ăn uống thì mình xin dừng tại đây.
Thế tí nữa mình sẽ quay thêm những cung đường của Thái Bình, cung đường khác mà mình chưa quay. Vì cái thời gian này là vướng víu những cái vấn đề kiểm dịch của các địa phương nên là dễ bị ách tắc, còn bình thường thì đi nó không có đáng gì lo ngại. Lên trên Hải Phòng mình sẽ phải khai báo y tế ở Hải Phòng nữa. Đông Hưng, thị trấn Đông Hưng đi thẳng, còn rẽ bên tay phải này là đi thành phố Hải Phòng này. Đây nó như kiểu là cái đường tránh ấy, còn trong kia là đường đi vào trong trung tâm. Cái đường tránh Đông Hưng thì mình có nhìn thấy một cái biển là thành phố Hải Phòng còn đang còn 60 km nữa mới tới. Đấy, cho nên là mình cũng tiếp tục tóm tắt. Khi nào bắt đầu bước sang địa phận của Hải Phòng thì mình nhớ không nhầm thì đó là bên Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Mấy năm trước mình có đi chở khoai tây ở trên khu vực của Quảng Ninh, Đông Triều rồi Gạch ở bên đấy về. Cũng có đi rồi nhưng mà có khoảng 4 năm về trước rồi, bây giờ mới quay lại đây. Cung đường mới rất là phẳng đẹp luôn này, không biết được mấy năm rồi. Rồi mình vừa mới qua cái chốt kiểm tra y tế của Hải Phòng. Chốt vừa rồi mình thấy là chốt của container riêng, còn bên này là chốt của xe tải này. Rồi giờ bắt đầu vào đây là địa phận của Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ninh Bình vào đến đây là mình sẽ phải là khai báo đến ba tỉnh Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng. Sau đó tí nữa mình đi lên khu vực Quảng Ninh thì sẽ phải khai báo ở trên Quảng Ninh nữa.
bảo thì sẽ đến chạy một đoạn nữa sẽ đến với khu vực của thành phố Hải Phòng. Ôi trời ơi, em học sinh em đi kìa. Tạt một phát cắt ngang đầu xe sang bên này luôn. Húng hồn chim mén. Tâm nhất thôi để gửi đến các bạn thôi, chứ cũng không có quay dài dòng nữa mà để ra đến cung đường Quảng Ninh thì là cái cung đường mà mình cũng đang mong chờ để quay, và hôm nay thì cũng quay được thêm ở cung đường của Hải Phòng nữa. Trước đó thì mình cũng tóm tắt một chút về Nam Định và Thái Bình rồi. Tượng với món bánh đa cà rô các thứ ấy. Nhớ lại thời năm đó cỡ 15 tuổi gì đó, mình đi về Hải Phòng xuống khu vực cảng là được ăn món bánh canh cà rô, cũng rất ấn tượng món đó cho đến bây giờ luôn. Sau đó mình đã đi rất là nhiều vùng miền rồi, nhưng mà có nhiều nơi người ta đè biển bánh canh cà rô nhưng mà cũng chưa có dịp được trải nghiệm mà đúng gọi là cái chất của Hải Phòng. Bánh đa xin lỗi các bạn, anh nhầm sang bánh canh. Bánh đa cua. Ở nơi này thì các bạn thấy đấy, là rất là nhiều xe cảng vì đây là cửa ngõ đi về khu vực cảng của Hải Phòng. Khu vực đường 5 thì là đi về những cái tỉnh mà Hải Dương, Hưng Yên hoặc là đi Lạng Sơn, rồi đi Lào Cai, Hà Nội, đấy những tỉnh phía đông bắc. Còn cái đường này thì tuyến này chạy về khu vực miền Trung, rồi các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, rồi các tỉnh miền Trung. Đấy là cái nơi cửa ngõ đi lại. Mình cũng mô tả sơ sơ qua, các bạn ở xa mà không biết đến có thể là khám phá thêm. Mình sẽ dành thêm thời lượng để quay những cái cung đường khác của Hải Phòng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tạm biệt với thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng tại đây. Rồi hiện tại thì mình bắt đầu đi vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Và cái hướng mình đi lên đây là đi Quảng Ninh này, Đồ Sơn này, Hải Phòng này. Còn bên này là đi Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội này. Cao tốc đẹp nhất Việt Nam đây này, hôm nay mới được trải nghiệm này các bạn này. Wow, chất lượng mặt đường nó mới vào đây mà đã nhìn là láng mịn rồi đấy. Rồi bây giờ mình bắt đầu chuyển làn ra. Cao tốc này có 3 làn xe. Sẽ đến khu vực cầu
cầu Bạch Đằng là giáp danh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Khi đó thì đến đó mình sẽ khai báo y tế để bước vào địa phận đất Quảng Ninh. Mình chuyển vào cái làn trong này, người ta chỉ là từ 100 đến 60, còn bên này là từ 80 đến 120 này. Phải đi cho đúng này. Tốc độ tối thiểu bên ngoài này là 80, còn tốc độ tối thiểu bên này là 60 đến 100. Mình chỉ chạy được 70 thôi. Km 76. Phía trước là có một trạm dừng nghỉ. Sau bao ngày chờ đợi thì hôm nay cũng được trải nghiệm một đoạn đường ngắn ngắn của cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Còn cái đoạn đầu của nó thì ở dưới khu vực Hà Nội lên thì mình chưa có dịp được đi, vì nghe đâu rằng là cái phí rất là cao, nên là toàn là đi đường năm cũ thôi. Thì mình cũng quay một đoạn ngắn ngắn của cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho các bạn xem, vì chất lượng mặt đường thì là ok rồi, còn bên ngoài thì cảnh quan thì không có gì đặc biệt. Đây là cầu Lạch Tray mà trên cao tốc à. Lạch Tray thì làm mình nhớ tới sân vận động Lạch Tray của Hải Phòng. Đến đây phóng tầm mắt ra xa mình nhìn thấy rất là nhiều những công trình ở phía xa kia mà chưa rõ nó là cái gì. Như có cả nhiệt điện ở bên kia, một cột khói rất là to luôn. Bắc qua đây là cái sông này. Trên này thì rất là thoáng luôn, đi trên cao thì rất là thoáng. Còn khoảng 7 km nữa là mình sẽ ra đến hướng cầu Bạch Đằng rồi. Tây thì có những cái đầm, cái ao rồi cây cối, cảnh vật ở bên ngoài đấy giống lắm, nhìn nó bằng phẳng nữa. Hai bên này, phía gần cuối cao tốc đấy, thì cái cảm nhận của mình khu vực này giống như kiểu là bên khu vực miền Tây của mình. Nếu mà đi từ trên cao mà từ cái cầu Lạch Tray mình đổ xuống thì sẽ nhìn thấy một vùng toàn là đầm, ao đầm các thứ, là mình liên tưởng tới khu vực Cà Mau ấy. Đợt mình đi về đất mũi thì cũng có nhìn thấy là hai bên đường rất là nhiều những cái đầm kiểu như thế này này. Đấy, không ngờ rằng là tuyến cao tốc này thì rất nhiều luôn. Mình sẽ chuẩn bị đi ngang qua những cái khu vực cảng của Hải Phòng. Điểm cuối của cao tốc rồi các bạn này, mình đi sát bên này là để đi về hướng Hạ Long, Quảng Ninh, còn đi thẳng về Đình Vũ và Hải Phòng. Phía trong thành phố Hải Phòng bên này này. Đầu chuẩn bị lên cầu Bạch Đằng. Wow, nhìn xa thấy cây cầu rất là cao các bạn này. Là mình nhớ tới những cây cầu của thành phố Hồ Chí Minh và những cây cầu lớn đi về khu vực miền Tây. Thì hình dáng ra sao thì mời các bạn
tiếp tục đi sát hơn nữa nhé, xem là có gì đặc biệt hay không. Hôm nọ thấy anh em quay lại mình nhìn thấy rất là đẹp, và hôm nay thì được tận mắt mà nhìn thấy rồi. Có biển chỉ dẫn đi Quảng Ninh đây, cầu Bạch Đằng. Khu vực bên dưới này là các bến bãi của khu vực cảng Hải Phòng. Cao quá. Nhưng mà cái điều mà mình nhìn ở cái cầu này nó khác với cây cầu ở miền Tây, thì những cái trụ này này để kéo dây văng lên thì nó lại là thấp hơn. Còn những cái cầu mà ở miền Tây với cầu Phú Mỹ thì những cái trụ đấy rất cao. Bên ngoài rồi, nếu bằng mắt thường thì mình nhìn được, chứ còn ngăn như thế này thì là khó nhìn ra bên ngoài sông rồi. Có vẻ như là nhà sản xuất người ta làm ra cái cây cầu này, xin lỗi các bạn, là bên đơn vị thi công người ta tính đến độ an toàn ấy, nên là người ta làm những cái rào chắn như thế này để tránh một là những cái vụ mà nhảy cầu. Mình nghĩ có khi là cái khả năng mà tránh nhảy cầu là cao ấy. Nhưng mà bên ra ngoài này lại không có chắn nữa rồi này. Bên ngoài này thì lại thấp hơn rồi này. À, ở đầu này thì người ta đặt chốt bảo vệ, có nghĩa là ai mà đi bộ lại đây thì cũng được. Các bạn có thể nhìn phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy rất là nhiều khu vực mà cảng từ bến tàu của Hải Phòng. Bên này sông Bạch Đằng. Sông Bạch Đằng nổi tiếng về những cái trận đánh mà vùi chôn những quân xâm lược mà phía Bắc đi về Việt Nam mình trong quá khứ, làm nên những trận chiến lịch sử. Đặc biệt đó là cái trận mà cọc Bạch Đằng thời xưa ấy, nổi tiếng rất là nhiều. Hôm nay đi qua đây thì các bạn thấy là vừa cảnh đẹp, và đi qua một nơi mà gọi là ghi dấu những cái trang sử hào hùng của Việt Nam mình như này thì gọi là tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì mình sẽ đổ hết dưới cái chân cầu này đến thì sẽ bắt đầu là đi vào khai báo y tế để bước vào địa phận của Quảng Ninh. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục được trải nghiệm một cái tuyến cao tốc nữa. Thì bây giờ mình xin phép là cắt cái đoạn đường này tại đây, nhưng mà trước khi cắt đây thì mà các bạn có thể nhìn thấy này, bên cạnh này, vì sao mình nói là giống miền Tây là vì thế này đây, nhìn những cái đầm nước ở bên cạnh đây rồi cây cối đây rất là giống đấy, cực kỳ giống luôn các bạn, và hơn nữa ở cái địa hình là bằng phẳng nữa, cái dốc đứng đứng như kiểu cầu Long Thành ấy.